rắc khăn tu nhà ta vô aka sát tha cha phồn mát tha đề hoa na gà ma hi thi ca bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu bà ni nô aka sát tha cha phồn mát tha đề hoa na gà ma hi thi ca bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la kam mang kat tap bang kiri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta sang ni no a thi ye cha sat ta a sang ni no ka tang bun ya pha lang mai hang sap be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang bun ya pha lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da dung sắp bê lô cam hi dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực, sanh an mừng. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tỳ nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc kha già qua hàng hồn tu do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nít bà na sa bách cha dồ hồn tu do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây xin nguyện làm nhân làm duyên đưa đến đạo quả nít bàn. Dạ, với phước báu nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư, đến quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên quý sư, quý cô tu nữ cùng quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới và hồi hướng đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo thọ trì tam quy và ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ con cũng đã thấy pháp sư vào room rồi ạ. Mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút ta sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Brahmacaro Kathibati Sahambati
ca tánh cha ni an thi hoa răng a gia cha tha san ti tha sát tạp bà ra chắc kha cha ti ca đề xê tu thăm măng a nu cam bi măng ba chăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc chánh kinh ngày hôm nay. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị điều phối chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học Pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em giao mic đến cho chị ạ. Sa thú kính cảm ơn chức kim nhân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn kim nhân cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức, thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhiều quá. Dạ. Con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Phẩm 8 La Mã. Phẩm đoạn. Bài 9 La Mã lương thực. Cái gì cột lương thực, cái gì hút tài sản, cái gì lôi cuốn người ở đời khó bỏ gì, cái gì buộc phàm nhân như chim bị bẫy sạch. Thế Tôn, lòng tin cột lương thực, thần tài hút tài sản, lòng muốn lôi cuốn người ở đời, muốn Ichcha khó bỏ, ham muốn buộc phàm nhân như chim bị bẫy sập. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong đông thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư và cảm ơn đại dương. Dạ, con kính nhân mít đến sư và sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cô Như Quen đã đọc và bốt bài để quý Phật tử có thể nắm vững cái phần chánh kinh. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh thành lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Bụt Giá, Namo Tham Ma Giá, Namo Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bay gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thay cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo vương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả
chúng sanh. Thứ hai, thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử sẽ nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo tính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang an, chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thì cái tựa hôm nay là lương thực. Cái gì cột lương thực? Thì Đức Phật trả lời là lòng tin cột thực. Thì lương thực ở đây á, là cái điều kiện để mà duy tồn cái sự sống. Thì trong trong kinh cũng có nói là tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực. Vật thực là chúng ta không phải là nói chỉ đồ ăn không, mà tất cả những cái gì nó là nhân, nó là điều kiện để cho quả, để phát triển quả. Thì tại sao mà Đức Phật nói lòng tin cột lương thực? Thì lòng tin ở đây đó là cái sự tin tưởng ở trong cái thế gian. Bây giờ bất cứ mà chúng ta ở trong cái xã hội, trong đời sống đó, chúng ta phải có lòng tin với nhau. Những người mà làm cái công việc buôn bán, doanh nhân thì sao? Khi mà chúng ta buôn bán, chúng ta hợp đồng với nhau đó, phải với nhau phải có cái lòng tin để chúng ta cùng buôn bán. Rồi trong khi mà chúng ta đi làm những cái công việc thì cũng phải có lòng tin với nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi làm việc về hành chánh đi, thì cái người mà trưởng phòng đó, cái người trưởng phòng đó phải tin tưởng những cái người nhân viên, biết cái điều kiện khả năng của những người này đó, làm được những việc này việc khác, người ta mới giao cái trách nhiệm, giao trọng trách để cho cái người này làm. Thì khi mà cái người này mà có được cái lòng tin của cấp trên thì có được cái việc làm. Thì khi mà chúng ta làm việc đó, mình mới được trả công. Cho nên đó, khi mà chúng ta có lòng tin với nhau đó, thì sẽ đem đến những cái điều kiện vật chất nó được an ổn tốt đẹp. Còn nếu mà bây giờ á, những người mà làm cái nghề thương mại buôn bán với nhau mà nếu mà không có lòng tin thì làm sao mà buôn bán được, không? Đồ dởm mà nó đồ tốt, đồ thế này nói thế kia, không có chân thật với nhau, không có giữ chữ tín, thì làm sao mà là buôn bán làm ăn, không? Rồi cái người nhân viên á, cái người nhân viên mà không có cái khả năng, không có thể hoàn thành cái công việc của cấp trên giao phó, thì làm sao mà ở trên mà người ta tin tưởng để người ta mà làm việc được. Cho nên á, ở trong cái đời sống trong xã hội đó, từ ở trong gia đình cho đến ở ngoài xã hội đều phải có sự tin tưởng lẫn nhau thì mới làm việc được. Bởi
Tam Quan nói sao? Nhất sự bất tính thì dạng sự bất tinh. Chỉ cần một lần mà chúng ta không có giữ đúng cái chữ tính thì những lần sau chúng ta không thể mà làm ăn buôn bán bất cứ một cái gì cũng không được hết. Nè, cho nên nó là cái chữ tính, lòng tin cột lương thực là như vậy. Lương thực ở đây là để cái điều kiện sống, mà nếu mà mình có lòng tin thì chúng ta sẽ đem đến những cái điều kiện trong cái đời sống của mình. Rồi cái gì hút tài sản? Thần tài hút tài sản. Thì thần tài đây đó, nhiều người hiểu lầm nha, rồi đem cái hình tượng, nắng cái hình tượng ông thần tài sơn phớt vẽ râu vẽ ria, rồi bây giờ thì có những cái đúc bằng sành rồi mạ vàng rồi ha, để thờ, để cầu mong là có được tài sản. Thì cái ở thế gian nó cũng lắm trò. Hồi xưa đó thì có thờ ông thần tài thôi, nhưng mà bây giờ đó nó còn có ông thần tiền nữa. Không biết rồi mai mốt nó tới ông thần gì nữa đây, không biết. Ông thần tài đã rồi giờ tới ông thần tiền, mua thỉnh rồi đem đi khai quang điểm nhãn rồi về cúng bái lại lục để cầu mong hút được cái tài sản, hút được cái lợi lộc. Chứ thật ra đó thì khi mà có được hút được cái tài sản là gì, là do cái phước, cái phước từ quá khứ, tức là cái nhân quá khứ nó sẽ đem đến cái quả trong hiện tại. Có những cái nhân trong hiện tại nó cũng sẽ cho quả trong hiện tại nè. Cho nên khi mà chúng ta biết như vậy đó, chúng ta phải ráng gieo nhân. Gieo nhân chính cái những cái nhân thiện mà chúng ta gieo đó, nó là vị thần, nó đi theo mình, nó sẽ ủng hộ hộ trì mình, đem đến những cái quả lợi ích tốt đẹp. Chứ không phải đi mua cái khánh sơn son thiếp vàng quý báu bằng gỗ quý đồ này kia nọ ha, rồi thỉnh cái ông thần tài là coi như là bằng bằng đá bằng ngọc gì đó, rồi hay là sơn coi như thiếp vàng mã vàng rồi kia nọ về đời. Rồi bây giờ còn bại ví dụ để những cục đá rồi này kia nọ, đá hay là hoặc là để cái gì đó, bể cá rồi là những cái gì đó người ta tin tưởng để mà hút cái tài lộc, để gia chủ là làm ăn thuận lợi giàu có. Nhưng mà sự thật ra đó, nếu mà bây giờ á mình từ quá khứ và ngay cả hiện tại, mà nếu mà mình không có gieo nhân á, thì làm sao mà có quả được. Bây giờ mà thờ 5-7 ông thần tài, rồi thêm 5-7 ông thần tiền nữa, mà chúng ta không có gieo nhân, không có tạo trữ những cái công đức phước báo thì lấy gì mà có quả trong cái đời sống mà hút được tài sản. Cho nên là chúng ta phải biết là cái ý nghĩa thần tài ở đây là chính những cái thiện pháp, những cái thiện sự, những cái chủng tử tốt đẹp, là vị thần nó theo, nó sẽ ủng hộ, nó hỗ trợ cho những cái quả tốt đẹp ở trong cái đời sống.
à, chứ không phải là ông thần. À, rồi lòng muốn cái gì lôi cuốn người thì cái gì là cái lòng muốn lôi cuốn người. À, ở đời muốn khó bỏ thì sao? Chúng ta thấy rằng đó cái ichia này đó là cái sự mong cầu, mong muốn. Thì quý vị thấy rằng cái đời sống của mình đó, những cái mong muốn của mình đó, thì nó rất là nhiều, rất là nhiều. À, giống như mà hồi xưa người ta làm những cái con búp bê đó. Cái con búp bê đó thì những cái đồ chơi cho trẻ nhỏ đó. Thì cái con búp bê lớn đó, ở trong đó nó có cái con búp bê nhỏ. Rồi con búp bê này nó lại có những cái con búp bê ở trong 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 cái lòng của con đó nữa. À, cái con ngoài lớn và cái nhỏ hoài. À, thì cái mong muốn mong cầu của mình á nó rất là nhiều, à vô cùng tận nha. Bây giờ nghèo khổ thì mong muốn có tiền có của. À, sau khi mà giả dụ như mà mình đạt được cái mong muốn mình có tiền có của rồi thì nó đâu có dừng lại đó. À, có tiền của rồi thì mong muốn gì, nhà cao cửa rộng, à, quyền thế thế này thế khác. À, rồi sao khi mà có được á, quyền thế rồi á, thì sao mong muốn là cái địa vị càng ngày nó càng cao hơn. Này, thành ra cái mong muốn này, nó càng ngày nó càng càng lớn. À, nó càng lớn càng lớn càng lớn nha. Thành ra làm sao mà có thể mà từ bỏ được nha, nó đeo bám ở ở ở trong cái nội tâm chúng ta. Và sao khi mà cái lòng tham muốn này đó, chính là gì, chính là cái điều kiện của khổ đau nha. Khi mà mình càng mong muốn nhiều thì càng nhiều đau khổ. À, mình tri túc, à, mình sống mình biết, à, chấp nhận cái đời sống với cái phước, à, của mình. À, mình chấp nhận biết là thôi bây giờ cái phước mình cỡ chừng này, mình sống vừa như vậy là vừa đủ. À, thì cái dừng lại những cái mong muốn, à, những cái mong cầu, à, thì sẽ không có đau khổ nha. Thành ra đó cái chính cái mong muốn mong cầu này nè, nó là lương thực. À, nó là lương thực, nó là nhân, à, là những cái mầm mống của khổ đau của phiền não nha. À, cho nên á là khi nào mà chúng ta già hiểu biết, à, chúng ta hạn chế, à, thì sẽ bớt được cái đau khổ. À, ham muốn buộc phàm nhân, à, như chim bị sập bẫy. À, thì cái ham muốn này đó, à, nó trói buộc, chính cái ham muốn này nó trói buộc chúng ta. À, ví dụ giống như quý vị mà chụm lửa. À, đó, cái củi, cái than, à, hay là cái những cái chất liệu, những cái nhiên liệu, à, như là dầu lửa, ga rồi cái nọ đó, không? Chính nhờ có củi, có than, có dầu lửa, có ga rồi cái nọ, à, có điện thì sao? Cái bếp nó mới cháy được, à, nó mới có sức nóng. À,
Thì cũng vậy, chính những cái ham muốn nó là cái nhiên liệu cung cấp để cho khổ đau nó sanh khởi. Nè, rồi chính những cái mong cầu mong muốn nè, nó là sợi dây để mà cột trói phàm nhân trong cái vòng quay sanh tử. Rồi chính những cái ham mong muốn mong cầu này đó là gì? Nó dẫn dắt chúng sanh đi vào cái bẫy của ma dương. Đó. Thì những cái người mà thợ săn ở trong rừng á, họ muốn bắt những con thú sao? Họ phải có những cái cách để họ dẫn dụ, không? Ví dụ như bây giờ họ giăng lưới xong rồi thì sao? Bắt đầu họ rải rải thóc, rải lúa rồi đó, cho mấy con chim nó đến nó ăn. Khi mà nó đến nó ăn thì để những cái mảnh lưới này sập xuống, hoặc là sao? Người ta làm những cái bẫy, cái bẫy khoét cái lỗ nhỏ để vừa đút con khỉ, nó vừa đút cái tay nó vô thôi. Nhưng mà ở ngoài này là người ta lấy cái da cái mây rồi người ta làm những cái sông để ở ngoài nhìn vô thấy. Thì ở trong rừng có nhiều khi không có trái cây, thì người ta để những cái trái chuối chín nè, hoặc là những cái trái ổi rồi chín thơm phức, để gì? Để kích thích cái tham muốn, tham muốn của mấy con khỉ. Thì sao? Ảnh thọ tay vô, ảnh thấy trời trái chín, trái ổi chín thơm quá, trái chuối chín thơm quá. Trong khi ở trong rừng thì cũng có những cái loại trái cây nhưng mà nó không được ngon bằng, còn ở đây là trái chuối, trái ổi thơm mà. Anh thò tay vô rồi á, nắm. Khi mà nắm thì cái bàn tay nó lớn ra thì rút ra không được, nhưng vì cái dính mắc cái tham muốn quá mạnh mẽ đi, anh nắm cái trái ổi trái chuối không rút tay ra được. Rồi anh cứ nằm đó anh la cà ché. Rồi người thợ, những cái người săn thú đến bắt nha. Chứ phải mà biết mà mình buông bỏ cái ổi cái chuối nha thì chạy thoát đều được rồi. Mà vì cái lòng tham nha, chính cái tham muốn này nè nó cột trói. Chứ không phải là ai hết trơn. Thành ra khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta cố gắng chúng ta giảm thiểu những cái tham muốn ở trong đời sống. Càng dính mắc vào những cái vật chất bên ngoài, những cái tiện nghi trong đời sống, những cái vật chất trong đời sống, càng giảm thiểu thì chúng ta sẽ được an ổn. Còn mà chúng ta cứ chạy theo những cái điều kiện vật chất thì chúng ta sẽ có nhiều đau khổ. Thành ra đó, trong cái pháp thực hành nha, bớt một chút thì sẽ được an lạc một chút, bớt được nhiều thì sẽ an lạc được nhiều, mà coi như là từ bỏ, chấm dứt hoàn toàn những cái mong muốn mong cầu thì sẽ được an lạc đó. Thành ra đó cái khổ đau này nè là cái chất liệu từ đâu? Từ cái những cái mong cầu mong muốn chính nó là cái sợi dây trói buộc
Thì khi nào mà chúng ta diệt trừ hoàn toàn tất cả những cái mong cầu mong muốn thì mình sẽ giải thoát, mình sẽ đạt đến niết bàn, chứ đâu có xa, thấy không? Thành ra đó Đức Phật mới nói đó, khổ đau đó cũng ở trong cái thân ngũ quẩn này, mà giải thoát cũng ở trong cái thân ngũ quẩn, chứ không có phải mà tìm kiếm tầm cầu ở đâu xa. Khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta giảm thiểu những cái mong cầu mong muốn, chính nó là cái gì, nó là cái nhân điều kiện để đem đến những cái khổ đau. Tại vì cái bếp lửa nó cháy là nhờ chúng ta cứ cung cấp cái nhiên liệu hoài, thấy không? Mình cầu mong cho nó đừng có nóng, nhưng mà mình cứ chậm chậm đưa củi vô, mình chậm hoài thì sao cái lò nó tắt được. Chừng nào mà mình không có chậm củi vô nữa, mình không có cung cấp cái nhiên liệu, thì tự nhiên cái bếp lửa nó sẽ tắt thôi. Nó cháy hết cái nhiên liệu đó mà mình không có đưa củi đưa than đồ thêm thì cái lò nó sẽ tắt, nó nguội lạnh. Thành ra chúng ta hiểu biết như vậy chứ, tức là những cái mong muốn này nè chính là những cái nhân, những cái điều kiện, những cái nhiên liệu để đưa đến cái sự nhiệt não khổ đau. Rồi chính những cái mong cầu mong muốn này nó là cái những cái sợi dây rất là bền chắc trói buộc chúng sanh vào cái vòng quay sanh tử luân hồi. Chính những cái mong muốn này đó mà chúng ta rơi vào cạm bẫy của ma dược. Rồi khi mà mình rơi vào cái bẫy mà mình biết, mình buông ra, mình từ bỏ, mình nhanh chóng mình chạy trốn thì nó không có đem đến khổ đau. Nhưng mà cái này á, vì mình tham đắm, mình ấm nhiễm mà mình không có từ bỏ, mình không buông bỏ, rồi cứ mình than khổ đau, than thì than, nhưng mà muốn thì vẫn cứ muốn, ha, đó, thành ra đó còn khổ đau triền miên, còn bị cột trói trong cái vòng quay sanh tử luân hồi, không biết đến khi nào mới thoát ra được. Đó là chính là cái đại ý cái đoạn thứ 9 này đó, mà Đức Phật muốn chúng ta phải thấy được tất cả các pháp hiện hữu ở trên thế gian này là do nhân, là do duyên, và chính cái nhân cái duyên nó là cái lương thực, cái điều kiện để cho các cái quả nó phát sinh. Nếu mà chúng ta biết tạo trữ những cái chủng tử tốt đẹp, những cái nhân thiện, thì nó sẽ đem đến cái quả an vui. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có chạy theo, đừng có chạy theo những cái thiện để rồi mong cầu để thừa hưởng dính mắc, thì nó cũng sẽ cột trói trong cái vòng quay, cho đến khi nào mà chúng ta biết buông bỏ, từ bỏ, chúng ta thực hành các pháp để đạt đến cái sự buông bỏ giải thoát, thì lúc đó chúng ta mới hoàn toàn chấm dứt khổ đau. Còn mình làm những điều lành, những điều thiện mà mình còn mong cầu tái sanh về cảnh giới an vui,
còn muốn hạnh phúc mà của nhân thiên, còn muốn tái sanh làm người giàu có, quyền quý cao sang thế này thế kia, thì những cái nhân thiện này nó cũng còn trói buộc chúng ta. Cho nên đó, gọi là pháp hành ma dương là gì đó? Khi mà chúng sanh thực hành những cái pháp thiện mà còn mong cầu thì còn bị cột trói, mà những chúng sanh mà hành những cái pháp bất thiện thì phải rơi vào những cái cảnh giới khổ đau. Cho nên đó, là cảnh giới dù là thiện hay là bất thiện gì đó, nó cũng là cột trói cả trong sanh, trong cái vòng quay sanh tử. Cho đến khi nào mà chúng ta biết chúng ta từ bỏ, thoát ra khỏi tất cả bất thiện cũng như là thiện, thì như vậy chúng ta mới đạt đến cái sự giải thoát. Thì qua cái phần chánh kinh cũng xin chia sẻ giải thích với quý vị một số cái ý nghĩa trong cái bài kinh này. Giới phước báo ngày kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang an chúc tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, alo ạ. Dạ. Dạ, xin mời đạo tràng tham gia những ý kiến của mình. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thưa sư, cho con xin, con có ý kiến về cái bài này, thưa sư. Thì con được hiểu như sư đã giảng dạy là trong bài này nó có hai ý chính là về, thứ nhất là cái hai cái là sự ham muốn, lòng mong muốn, mong cầu của con người. Thì hai cái ý này nó thể hiện rất rõ trong cái cuộc sống ngày hôm nay, không những là nó khẳng định là cái lời dạy của Đức Phật rất đúng trong quá khứ, tức là 2.500 năm về trước và cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà tại sao con cũng không hiểu tại sao mà cái chữ tín này mà nó lại cuồng nhiệt, nó lại lôi kéo con người ta, và cũng như cái sự ham muốn mà nó lôi kéo con người ta đến chỗ mà không sợ chết. Ví dụ như về cái sự tín thì ở một cái ví dụ rất là điển hình là ở Ấn Độ, là người ta tin điều gì mà một hàng loạt người dân Ấn Độ xuống sông Hằng để tắm, để mong cầu cái sự che chở ngay trong cái mùa dịch, một cái rất là nhạy cảm trong cái ngày hiện nay, trong cái thời này, mà trong số này thì có những người nghèo và người giàu, trong đó có cả Phật tử, có cả những đạo khác, rồi có người trí thức, rồi có cả những người lãnh đạo quốc gia, họ tin về cái điều gì mà họ cuồng đắm để dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay, rồi cũng như cái sự ham vui, cái sự mong cầu, mong muốn, mong cái điều
vui hay là cái gì mà người dân Việt Nam mình trong những ngày lễ vừa qua đó cũng không sợ chết trong cái thời điểm nhạy cảm này mà ồn đi vô lễ hội với sự tập trung rất là nhiều như vậy thì tất cả mọi người đều không sợ chết hay sao? Con thấy thật là khó hiểu vì có những người cũng có biết, cũng có hiểu biết chứ không phải là chỉ cho những người không hiểu biết thì con thấy thật là khó giải thích. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, chào tất cả quý Thuần Nữ và quý Phật tử. Sự thật ra đó, chúng ta hiểu là trong cái hiểu biết, cái trí tuệ thì có cái hiểu biết, cái trí tuệ của thế gian. Cho nên là người ta không có hiểu biết về cái trí tuệ về trong cái định luật nghiệp quả, cái định luật của tam tướng. Cho nên á là người ta chỉ thấy được cái trò vui trước mắt, mà họ không thấy cái khổ đau. Giống như là hồi nãy sư nói đó, cái người thờ người người mà người săn thú đó thì sao, họ giăng những cái bẫy rồi bắt đầu họ rải lúa gạo, thì sao chim nó thấy cái lúa gạo trước mắt mà nó đâu có thấy cái lưới, cho nên nó nhào vô để mà nó ăn cái lúa gạo này, và khi mà nó nhào vô thì nó bị dính bẫy. Đó, hay là người ta làm cái bẫy bẫy chuột cũng vậy, ta để những cái miếng mồi thật là khiêu gợi, kích thích cái khứu giác, cái con mắt của con chuột. Nó khởi lên cái tham muốn, cái tham muốn quyết liệt, cho nên là nó không chờ chết, nó nhào vô mới 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 dính bẫy đó. Thành ra đó thì thế gian là nó vậy, thế gian là nó vậy, nó như vậy nó mới là thế gian, thấy không? Đó, người ta đó, sống ở đời mà nếu mà nó phẳng lặng quá thì nó đâu có giúp. Lễ hội thì phải ùng 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 là đi đầu này đi chỗ nọ, đi về biển, đi lên trên núi cao để ngắm cảnh là kia nọ để hưởng thụ nha. Nhưng mà đó mình biết rằng cái đó chính là những cái cạm bẫy. Thì đó quý vị thấy rằng đó cái niềm tin, mà cái niềm tin mà mù quáng thì nó sẽ đem đến cái khổ đau là vậy đó. Nếu mà chúng ta đặt cái niềm tin vào những cái đối tượng cao thượng, với trí tuệ thì nó sẽ đem đến an vui. Còn nếu mà chúng ta đặt cái niềm tin mù quáng, kém trí tuệ thì nó dẫn tới khổ đau đó. Nó là những cái vị thần linh đó có cái khả năng để mà che chở cho những cái người đó. Cho nên là tới cái ngày đó là những cái ngày năm mới, cái ngày năm mới của lịch Ấn Độ, thấy không? Thì từ Ấn Độ rồi đến những nước xung quanh Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia rồi đó, tất cả
những cái đất nước mà họ theo cái lịch âm lịch, mà âm lịch của Ấn Độ đó, thì cái ngày đó là ngày Tết, ngày năm mới mà. À, cho nên ùng 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 với nhau à, đi lễ từ Hồi giáo rồi tới Bà La Môn, Hindu rồi cái nào à, thậm chí những cái xứ quốc giáo như là ở Thái Lan đó à, thì hội té nước à, té nước xong rồi té bình. Rồi ở Lào thì cũng vậy. Rồi ở ở Campuchia à, các cái tỉnh miền Tây thì cái truyền thống lễ là Chun Sa Nam Tha Mây đó, lễ hội mà đó. Nhưng mà họ không thấy rằng cái sao cái trò vui à, sao cái trò vui đó là những cái khổ đau à, vì cái mù quáng mà, cái mù quáng à, cho nên đó là họ mới lao vào những cái trò vui vô bổ và đem đến cái khổ à. Quý vị thấy không, khi mà mùa mưa thường thường là những cái con mà những con kiến cánh, con mối cánh à, bình thường là những cái con thiêu thân à, phù du đó, thấy không, mình đốt cái đèn à, mình đốt cái đèn, nhưng mà nó là cứ nhào vô hay là cái đống lửa, thì cái bản năng tự nhiên của các cái con này đó là nó thích ánh sáng à, nó thích ánh sáng, miễn là thấy có ánh sáng là nó nhào vô à. À, nhưng mà nó không biết là khi mà nhào vô đó đó là đi vào cái chỗ chết à, đó. Thành ra khi mà những cái con phù du, con thiêu thân à, cái nó nhào vô cái đèn à, cái đống lửa thì tự nhiên nó sẽ chết, thấy không? Đó, cho nên á là cái pháp đó, Đức Phật nói là dành gì, dành cho những người có mắt à, thành ra đó cái người mà có niềm tin với trí tuệ giống như có mắt, còn những người mà họ tin một cách mù quáng thì cái niềm tin này nó không có mắt, không có trí tuệ à, cứ xưa bài nay làm truyền thống của ông bà để lại hồi đó làm sao bây giờ làm vậy y vậy à, không có phân biệt được à, lúc nào là nên làm à, lúc nào là không nên làm à, lúc nào thì sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp, mà lúc nào làm thì nó sẽ gây ra cái hậu quả khổ đau. Nhưng, rồi à, đến trong cái đất nước mình vậy, tới ngày lễ lộc là ùa nhau đi à, à, nghĩ là đi tắm biển ở ngoài nắng nước biển rồi nó không có lây nhiễm. Chứ sự thật ra đó, nguyên cả một cái bãi biển Nha Trang, bãi biển Vũng Tàu đó, không? Chỉ cần một người thôi, một người mang cái virus đó thì nó sẽ lây truyền cho hàng ngàn người ở đó à. Nhưng mà ai cũng nghĩ ai mình không có đâu à, trong cái hội chúng này không có đâu à, cho nên là giống như những cái con thiêu thân nha, lao vô những cái trò vui à, lao vô cái đống lửa, lao vô cái ánh sáng của cái ngọn đèn nha à, đó. Rồi tới chừng mà mang cái mầm bệnh rồi á, nằm đó than gian khổ đau đó à, bây giờ đó à, mình không không biết ngăn chặn à, mình không tự cách ly trước à, thì bây giờ vô nằm trong bệnh viện lúc đó là mới khổ. Và lúc đó thuốc men không có, giường bệnh không có, phải nằm ở ngoài mái hiên bệnh viện mà con không có chỗ nằm nữa à, rồi phải lấy những cái toa xe lửa là bệnh viện giả chiến à, rồi thuốc men không đủ, phương tiện y tế không đủ,
năm đó mà than gian cầu mong thần thánh à phò trợ cứu giúp, mình không tự lo, mình cứu giúp mình trước à, mình biết hạn chế à, mình biết tự cách ly mình trước đi thì đâu có đến đem đến cái khổ đau đó, thấy không? Thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật à, chúng ta sống một đời sống quân bình tốt đẹp, không bị lôi cuốn bởi những cái tham muốn của phiền não à, chúng ta sẽ ăn ổn à, mình hạn chế các căn à, hạn chế những cái tham muốn của thế gian à, hạn chế những cái thụ hưởng sắc thinh vị xúc à, thì mình sẽ bớt khổ đau à. Còn há mà mình nhiều ham muốn à, mình thích thụ hưởng, mình chạy theo trần cảnh bên ngoài để thỏa mãn các căn à, mình đắm trong vật chất thế gian thì sao? Mình rơi vào cạm bẫy của ma dương à, mình bị cột trói à, rồi những cái mong cầu tham muốn này nó gì? Nó là cái nhiên liệu, là cái chất liệu à, để đem đến cái khổ đau. À, thành ra đó, thành ra bây giờ mình thấy không à, quý vị thấy rằng á, mình rất là có phước, mình rất là may mắn đó à, mình mới thoát ra khỏi cái hội chúng đó. Chứ nếu mà chúng ta không có nhân duyên à, chúng ta không có hiểu biết, không ra mà không có học những cái lời dạy của Đức Phật đó, à, thì sao? Mình cũng bị lôi cuốn à, mình cũng bị lôi cuốn trong cái vòng quay đó à, mình cũng bị nhấn chìm trong những cái mong cầu mong muốn, chạy theo trần cảnh bên ngoài à, thì sao? Thì nó là những cái dòng nước xoáy à, à, những chúng sanh nào mà chạy theo cái trần cảnh bên ngoài thì sao? Sẽ bị nhấn chìm à, trong cái dòng xoáy của khổ đau à, thành ra mình thấy là mình có hạnh phúc không à, thành ra đó, chính nhờ trí tuệ, chính nhờ sự hiểu biết à, mình thu thúc lục căn, mình tự hạn chế à, mình có sự tu tập à, thì vậy sẽ đem đến cái lợi ích ngay trong đời sống hiện tại này à, mình thoát ra khỏi được cái đó đỡ quá, hú hồn hú vía. Chứ còn mà nếu mà mình không có sự hiểu biết đó mà cũng chạy đi Đà Lạt chơi, đi Nha Trang chơi, đi Vũng Tàu chơi à, thì sao? Lỡ mai mà dính vô một cái rồi thì lúc đó là nằm trong bệnh viện cách ly rồi, không biết là cái sinh mạng nó còn hay không nữa, thấy không? À, cho nên là chúng ta, Đức Phật có nói sao, khi mà chúng ta lùi ra à, rồi chúng ta nhìn lại à, trong cái pháp cú kinh Đức Phật nói á, những người mà những cái bậc thánh nhân á, đứng trên cái lầu cao trí tuệ, thấy không? Đó, nhìn xuống dưới đây nè, cái phàm nhân quay cuồng say đắm điên loạn trong cái dục lạc ngũ trần đó, thì mình á, mình mặc dù mình chưa có đạt đến thánh đạo thánh quả gì đó, nhưng mà nhờ có sự hiểu biết à, chúng ta bỏ, chúng ta lùi xa à, tránh những cái ham muốn này à, thì mình sẽ
an ổn. Từ đó chúng ta mới tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật để mà chúng ta lành hồi, chúng ta thoát ra những cái cám dỗ của dục lạc ngũ trần. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú con kính tri ân sư đã giải thích cho con được hiểu hơn. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ thân mời Giang Nhật Hạ, dạ thân mời anh Châu Phan ạ. Xin mời đạo tràng cho những ý kiến. Dạ em kính mời chị Metta. Dạ thưa sư, khi mà chưa có ai có câu hỏi thì con xin thêm một cái ý kiến này. Dạ thưa sư, qua cái nạn dịch này thì con thấy cái người chết nó càng ngày nó càng tăng ở Ấn Độ, ví dụ như ở Ấn Độ và một số các nước thì họ chết thì họ chết vì cái dịch này là họ chết trong những cái trạng thái rất là đau đớn vì không có oxy để thở, hoặc là họ chết vì trong cái cơ thể của họ bị đau chỗ này đau chỗ kia, thì như vậy á họ có thể là phần lớn là họ sẽ đi xuống cõi bốn cõi rưỡi dưới nhiều hơn, phải không thưa sư? Tại vì chết trong cái trạng thái cái tâm trạng không được thư thái, nói chung là mình thấy là chết rất là đau đớn, những người ở Ấn Độ chết rất là đau đớn, thì như vậy có phải là càng ngày á thì cái bốn cõi dưới hơn ở ở trên, phải không thưa sư? Càng ngày nó càng nhiều hơn. Con cũng được hiểu là cái bốn cõi dưới là cái cõi đi về của chúng sanh, là mình nếu mà mình tắt thở mà mình không có hiểu biết thì tự động mình đi xuống dưới, và bây giờ ngay trong cái thời điểm nhạy cảm này thì càng ngày ở cõi dưới nó ở bốn cõi dưới nó càng đông hơn, những chúng sanh ở cõi dưới nó nhiều hơn ở phía trên, phải không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Con tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Thì nếu mà khi cái cận tử nghiệp nó đến, mà chúng ta nếu mà là cái người có hiểu biết, có sự tu tập, mà cái năng lực tu tập của mình nó mạnh á, thì khi mà chúng ta ra đi với một cái tâm bình thản, an ổn, sáng suốt, thì nó sẽ đi đến nơi an vui. Còn nếu mà những chúng sanh á, mà khi mà cái cận tử nghiệp nó đến á, mà những chúng sanh này á, cái tâm thái khổ đau, mong cầu hay là bực bội sân hận, thì sao? Thì sẽ đi đến những cái cảnh giới không có được tốt đẹp, chắc chắn là như vậy. Thành ra đó, thành ra những cái ngày mà những cái ngày giới, những ngày gọi là Ubosatha đó, ngày bát quan trai đó, thì sao? Những cái vị đại phạm thiên quan sát ở dưới thế gian này, mà nếu mà thấy chúng sanh ở trong thế gian mà những ngày giới, những chúng sanh biết tu tập, thọ trì gìn giữ thói quan trai giới, rồi biết học kinh học pháp, biết tu tập thiền định thiền tuệ, biết gìn giữ thọ trì tốt đẹp cái các cái học giới, thì
là các cái vị chư thiên phạm thiên rất là hoan hỷ. À, thì sao? Vì như vậy đó, cái hội chúng của chư thiên á, à, càng ngày nó sẽ càng đông. Còn nếu mà cái vị mà đại phạm thiên mà nhìn xuống đây mà thấy thấy cái ăn chơi nhậu nhẹt rồi đó là coi như là, à, không có biết tu tập, à, chạy theo trần cảnh bên ngoài, à, đó rồi không có gìn giữ, à, tốt đẹp những cái ngũ giới thôi chứ đừng nói tới bát quan trai giới, à, thì sao? Thì các vị này rất là buồn rầu, tức là thì sao? Cái khổ cảnh thì nó càng ngày nó càng đông, mà cái những cái cảnh giới an vui ấy, thì càng ngày nó càng ít đi, à, thành ra đó là cái quy luật nó là vậy, à, cho nên á cái thời kỳ nó có là cái thời kỳ hiền kiếp, à, hiền kiếp, à, nhưng mà cái thời kỳ mà Đức Phật mà còn tại tiền, à, thì những chúng sanh sanh vào cái thời kỳ đó, đó thì những cái người này cái những cái pháp độ, à, các cái điều kiện nó đầy đủ tạo trữ, cho nên á là cái thời kỳ đó sao mưa thuận gió hòa, rồi các chúng sanh á, à, túc duyên đầy đủ, cho nên là dễ đạt đến cái đạo quả, à, đạt đến cái sự giải thoát. À, còn cái thời kỳ này đó, thì sao? À, chúng sanh đó, thì cái phiền não nó nặng, à, nó sâu dày, mà cái sự tu tập thì nó không có. À, cho nên tất nhiên là nó phải như vậy. À, giờ sao? Tại vì cái điều kiện, à, nhưng mà ở đây đó là cái nó là mới thôi. À, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, càng ngày thì cái tâm tánh của chúng sanh á, cái phiền não nó quá nặng. Đó, bây giờ mình thấy nhan nhản, à, những cái câu chuyện mà báo chí tin tức rồi lắm, những cái nó hết sức là nhỏ nhoi nhưng mà trở thành những cái vụ án mạng, à, ở trường học á, thậm chí mấy đứa nhỏ mà học trong trường học bây giờ, à, đánh lộn đánh lạo với nhau cái gì, à, chỉ có nhìn, à, nhìn sao đó mà nó nói là nhìn điểu nhìn đi gì đó biết, à, rồi á nói là chảnh, à, à, rồi đánh nha, à, đó rồi đi ra ngoài đường nó đang ngồi trong quán mà đừng có nhìn nha, mình nhìn á nói là nhìn điểu nhìn gì là nó cũng thấy không, thậm chí nhắc nhở, à, cái anh thanh niên này á, à, ảnh chạy xét cái chú này á, mới nhắc nhở là dừng cái đèn đỏ là đúng cái vạch gì đó chút xíu vậy thôi mà nó sân si lên rồi nó đâm ra ngoài chết, thấy không? Thành ra bây giờ thấy cái tâm tánh chúng sanh á, à, sao càng ngày những cái tham sân si nó càng sâu nặng, à, mà cái trận dịch này đó là một cái lời cảnh tỉnh, à, cảnh tỉnh cho chúng sanh, à, phải cố gắng nỗ lực mà quay đầu hướng thiện, à, nỗ lực tu tập. Chứ mà sao những chúng sanh này mê là mù quáng, à, thành ra bây giờ mình
nhìn thấy nhưng mà mình đâu có làm gì được đâu, thấy không? Dù cho bây giờ mà có Đức Phật còn tại thế, mà bây giờ Đức Phật mà thấy mà cái tâm tánh sanh này hiện tại nó cũng làm gì được hết. Tại sao họ không có tạo trữ những cái chủng tử, những cái việc thiện lành? Họ sống theo bản năng, sống theo cái sự điều khiển sai sử của phiền não. Thì bây giờ dù cho Đức Phật mà còn hiện tiền, Đức Phật cũng không thể giúp mà tế độ gì được hết. Ra đó chúng ta thấy như vậy để mà chúng ta ráng cố gắng, nỗ lực hơn nữa, để mà tu tập, để thu thúc cái lục căn của mình, thấy không? Kệ nó làm gì nó làm, mình đừng có nhìn, mình đừng có nhắc nhở, mình đừng nói gì hết á. Chứ mà mình nhìn nó, mình nhắc nhở nó nói nhìn điểu, rồi nhắc nhở thế này thế khác, dạy đời rồi kia nọ, là bắt đầu là nó có thêm thêm chuyện, xảy ra chuyện thêm khổ đau nữa, chứ không ích lợi gì hết. Thành ra đó thôi, bây giờ mình ráng mình thu thúc, mình lo cho bản thân mình đi. Còn cái chuyện mà ở ngoài thế gian, ngoài xã hội, nó làm thì nó làm, mình đừng có dính vô. Tâm tánh của chúng sanh bây giờ là nó như vậy đó. Thôi mình biết mình tránh xa thì nó sẽ được an ổn. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nó mù thai giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, kính mời đạo tràng tiếp tục ạ. Dạ, mời Giang Nhật Hạ nghe. Giang Nhật Hạ giơ tay lên nha. Xin mời Giang Nhật Hạ bắt mic này, không cả bể mic nhà. Dạ, em kính mời anh Châu Phan ạ, Vinh Châu Phan có ý kiến về bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, em kính mời ạ. Kính mời anh Châu Phan. Dạ, xin thấy bàn tay. Dạ, sa thú Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái bài mà sư giảng hôm nay đó thì là về cái câu mà lòng tin cột lương thực. Thì nó cũng như là người đời mà người ta cũng hay dạy con, có nói là có thật thì mới vật được đạo. Nhưng mà theo thì là, trả lời là lòng tin cột lương thực thì phải chăng là cái đạo Phật mình là dành cho những cái người có trí và đi đi ngược dòng không thưa sư? Tại thông thường thì người ta nói có thật thì mới vật được đạo, giống như những cái ngày mà mình đi chùa, là mà nếu mà chùa chiền mà cũng không có có nhiều người, người ta chỉ đơn giản người ta muốn đi tới chùa là để ăn bữa ăn chay, rồi người ta chụp hình, người ta post lên Facebook, rồi người ta chơi, rồi người ta đi về, người ta cũng cho là hoan hỷ. Thì cái lòng tin như vậy là có đủ không thưa sư, hay là người ta nghĩ là cái sự cần thiết là đi tới chùa là phải là để đảnh lễ Đức Phật và nương nhờ Tam Bảo? Và con xin sư giảng cho con điểm này, và con xin dâng bích tới sư ạ. Thật sự ra nó cái lương thực, cái thức ăn đó, thì nó có rất là nhiều cách, chứ không phải là chỉ có cái vật chất không.
Thí dụ như cái những cái vị hành giả đó, những cái vị hành giả thực hành thiền định á, khi mà cái trạng thái cái tâm nó an tịnh lắng dịu rồi, cái phỉ lạc nó phát sanh á, thì nó cũng cũng là cái thân mình á, cái thân tâm nó no vui, cái quan hỷ á, nó làm cho cái tâm mình á, nó không có đói, rồi cái trạng thái mà lạc cũng vậy, không? Thành ra đó, có những vị mà nhập định diệt thọ tưởng định á, 7 ngày, 7 ngày, những cái vị này đó, cái thân được nuôi bởi những cái trạng thái của thiền định, đâu cần ăn uống gì, nhưng mà cũng cũng có thể duy trì được cái thọ mạng, đó, thành ra chúng sanh mình, những cái phàm nhân, tại vì có nhiều khi ăn theo thói quen, cứ thấy ấy là mình đến giờ thì ăn, đó, nhưng mà có đôi ăn theo cái thói quen chứ không phải là cái nhu cầu của cơ thể, cho nên á là có nhiều lúc á chúng ta ăn cứ giờ ăn, cứ đến giờ là ăn, nhưng mà mình biết là cái cơ thể mình nó có cần hay là không có cần. Cho nên khi mà ăn quá độ thì nó sinh ra bệnh tật, đó. Rồi á, cái lương thực á, không phải là vật chất không mà nó còn nhiều cách khác, cho nên á là chúng ta phải biết, thí dụ như cái chúng sanh thì di tồn nhờ vật thực, đó, nhưng mà đó có những lúc phải cần cái hỗ trợ của cái vật thực, nhưng mà có những lúc đó, thì cũng phải giảm thiểu, thí dụ cái trường hợp mà một cái anh nông dân này nè, ảnh bị sổng cái con bò, cái con bò ảnh nó đi lạc, ảnh phải đi tìm kiếm cả ngày mới gặp được nó. Ảnh dẫn về nhưng mà cái nhân duyên á, nhân duyên là ảnh có thể trong cái ngày đó sẽ đắc đạo quả, sơ đạo sơ quả, cho nên là sau khi mà ảnh tìm được cái con bò rồi ảnh mừng quá, ảnh dẫn về, ảnh đi ngang qua cái tịnh xá Kỳ Viên thì ảnh mới đi vô đó để kiếm kiếm nước, kiếm đồ uống, khát nước quá rồi, thì Đức Phật cái nhân duyên của anh này, nhưng mà bây giờ đó cái tâm của anh này nó bị đang bị cái sự đói, sự khát nó hoành hành, cho nên cái khi mà cái tâm của cái người phàm nhân này mà bị những cái phiền não đang hoành hành như vậy đó, thì làm sao mà cái trí tuệ nó có sẽ nghe pháp được. Cho nên là Đức Phật mới hỏi là bây giờ những cái tàn thực mà chư tăng thọ dụng đó còn hay không, để cho anh này ảnh có thể ăn một, để mà cái tâm ảnh trở lại quân bình thì mới nghe pháp được. Cho nên là chư tỳ kheo mới đi tìm những cái tàn thực để cho anh này dùng, sau khi mà ăn uống cái tâm nó đã trở lại, thì Đức Phật nó bắt đầu mới thuyết pháp và anh ta đã chứng đắc cái sơ đạo sơ quả đó. Cho nên á, chúng ta thấy là nhờ cái lương thực
cái thức ăn thức uống, cái tâm nó mới được quân bình trở lại, cái sự sống nó mới được duy trì, nó được bảo tồn. Nhưng mà đó, mình cũng đừng quá chú trọng vào cái lương thực, thấy không? Đó, khi mà chúng ta tu tập thì cái pháp, những cái chánh pháp chúng ta tìm hiểu trong kinh, nó là cái cũng là một cái nguồn lương thực để nuôi sống, để duy trì cái trí tuệ của chúng ta. Thành ra đó, một ngày ít lắm là mình phải dành thời gian ra mình đọc một bài kinh, một đoạn kinh, một câu pháp cú, gì đó, để gì, để mà chúng ta nuôi dưỡng cái trí tuệ, cái tinh thần của mình. Đó, chứ không phải là mình chỉ cái vật chất là nó để duy tồn nuôi cái sắc, nhưng mà cái tinh thần thì phải nhờ kinh điển, nhờ những cái thiện pháp, những cái lời dạy của Đức Phật ở trong cái bài kinh ấy, mà chúng ta nuôi dưỡng cái trí tuệ, dung bồi cái sự hiểu biết của mình. Cho nên đó là thì chính vì người ta cứ quan trọng vào cái có thật mới dịch được đạo, cho nên là có nhiều người họ đi chùa chủ yếu là để ăn cơm, để ăn cơm chay này kia, rồi còn bình phẩm nữa. Còn bình phẩm trời ơi, chùa này nấu nấu đồ ăn ngon lắm, có chè, có trái cây, có đồ tráng miệng rồi nữa. Nhưng mà sự thật cái đó là cái những cái mà ở bên ngoài, những cái phần vật chất nó quan trọng bằng cái mà để mà chúng ta duy trì được cái hiểu biết, cái trí tuệ, hiểu biết về chánh pháp, hiểu biết về cái giáo pháp, cái lời dạy, cái cốt lõi của giáo pháp nó mới là quan trọng. Còn cái vấn đề mà quá chú trọng vào ăn uống là những cái bên ngoài mà thôi. Xin giải thích cái thắc mắc của chú Dân Hà. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thú, dạ con xin cảm ơn sư. Dạ thưa sư, con có thêm một cái câu hỏi nữa, cái câu thứ nhì mà nói về lòng muốn lôi cuốn người á, thì giống như về cái phương diện kinh tế đó thì nó cũng đúng, thì nếu nếu mà mình đi làm rồi gì đó mà mình chỉ tiêu xài, mà nếu mà mình làm 10 đồng mình xài 7 đồng, giữ lại 3 đồng, mình hạn chế những cái sự mà ham muốn mà lôi cuốn như vậy thì rất là ổn. Hoặc là mình chỉ đi ra ngoài mua sắm những cái gì mình cần chứ không có phải là mua những cái gì mình thích, thì là cái mặt kinh tế nó đúng. Mà còn về cái phương diện mà như là sư giảng lúc nãy nó, ngày mà mình có 24 tiếng mình ngủ hết cũng 7-8 tiếng, còn có mười mấy tiếng thì mình đi làm thì còn 1/3 phần lại á, thì làm sao mà mình có thể mình làm cho cái lòng muốn của mình nó về củng cố cho cái niềm tin về Tam Bảo sư. Đọc kinh thì thật ra cũng nửa tiếng tới một tiếng mình đọc kinh Tam Bảo xong những cái bài như vậy hàng ngày, rồi còn lại cái thời gian thì làm sao mà mình có thể vận dụng hết để cho cái ngày đó nó mới nó ý nghĩa và nó có thể trọn vẹn, để cho về cho nó mình có thể mình chuyển cái lòng muốn của mình á hướng tới Tam Bảo. Dạ con xin sư giảng cho con phần này, dạ con xin dâng biết tới sư ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì tại vì người ta chưa thấy cái niềm vui, à khi mà chúng ta chưa nhận thức được cái lợi lạc, à cái niềm vui của trong cái sự thực tập giáo pháp, sự học pháp, sự hành pháp, à thì chúng ta sẽ chạy theo những cái trò vui ở bên ngoài, thấy không? À khi mà cái người mà họ thích nhậu nhẹt thì họ thấy nhậu nhẹt nó là cái niềm vui. À, những cái người mà thích đàn đúm, gặp bạn bè, rồi uống cà phê, uống trà, hút thuốc, rồi nói chuyện tình bình luận tin tức thế này thế kia, à nó là cái trò vui, à cho nên họ tìm đến những cái quán cà phê rồi này kia nữa ha. Rồi những cái người mà họ thấy trong những cái trò vui đỏ đen, à thì họ tìm đến những cái sòng bạc. À, thì như vậy đó, chúng sanh đó, nó có những cái niềm vui vậy đó, rồi nó gặp nhau, à nó quay cuồng luôn đó. À, còn nếu mà khi mà chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta học tìm hiểu giáo pháp, à chúng ta thấy cái niềm vui trong cái lời dạy của Đức Phật, à mỗi ngày mình học, mình đọc một cái đoạn kinh, một cái câu pháp cú gì đó, không? Đâu phải mình đọc một lần là mình hiểu thấu đáo rồi đâu, không? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, thì cái câu nó như vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình đọc đi đọc lại rồi mình suy gẫm thì mình sẽ tìm hiểu nó sâu xa hơn. À, cho nên á khi mà mình tìm đọc những cái lời dạy của Đức Phật chứa đựng trong kinh điển, thì để gì? Để mình sẽ học được mà hồi đó giờ mình chưa học, và sao mình hiểu cặn kẽ hơn những điều mà mình đã biết, và sao mình nhớ, ghi nhớ sâu hơn những cái điều mà mình đã học. Thì chính cái này nè nó là cái niềm vui, thấy không? Bây giờ lỡ mà đêm nào mà mình ngủ được, tự nhiên bữa nay sao ngủ được, thôi giờ ngủ được, bây giờ mình ngồi lên hồi hành thiền, mình niệm ân Đức Phật gì đó, hoặc là quán hơi thở vô ra phòng xẹp gì đó, hoặc là bây giờ á mình lấy một cái quyển kinh ra mình đọc, thì sao sau khi mà mình đọc một hồi hoặc là mình hành thiền thôi thì mình bắt đầu mình sẽ ngủ, không? Còn bây giờ mình cứ đi tới đi lui, mình bực bội, mình khó chịu, trời ơi sao bữa nay ngủ hoài ngủ được, thế này thế khác, thì cái gì, cái tâm nó sẽ phiền não bực bội, tại vì muốn ngủ, muốn ngủ, tới giờ đi ngủ rồi mà giờ này mà không chịu ngủ, bực bội khó chịu. Còn giờ không ngủ thì mình học kinh, học pháp, mình hành thiền, hoặc là mình đi kinh hành một hồi á, rồi tự nhiên đến lúc cái cơ thể nó cần thì nó sẽ ngủ, phải không? Đó, thành ra mình thấy mình sống có cái niềm vui trong cái sự học pháp, thực tập giáo pháp, sự hành pháp, chính nhờ cái niềm vui này nè, cái niềm vui này nó sẽ đi vào cái thiện pháp. Còn những cái trò vui ở ngoài thế gian á thì sao, nó dẫn dắt chúng sanh đi đến những cái khổ đau, đó thành ra mà
vui trong cái ánh đạo, nó là vậy. À, cái nào nó cũng có cái niềm vui khi mà mình an trú trong giáo pháp, an trú trong pháp học, pháp hành. À, mình thấy được cái niềm vui, mình mới mới có sự nỗ lực tinh tấn. Còn bây giờ á, cái người không có thấy niềm vui mà gượng ép bắt buộc, không? Nó chán nản, đâm ra chán nản, học học qua loa chiếu lệ, hành thì cũng hành sơ sơ, à, thì nó sẽ không có đem đến cái lợi ích. À, còn nếu mà cái nội tâm chúng ta đó, mà chúng ta thấy được, à, cái niềm vui, thấy được cái sự hoan hỷ, à, cái tâm của chúng ta đó, à, có sự an lạc trong học pháp, hành pháp, à, mình sẽ, à, nỗ lực hơn để mình học tập. À, chứ còn mà bây giờ đó, không có ép buộc được, cũng như cái giờ cái người mà họ không muốn hành thiền mà o ép bắt buộc họ vô trường thiền, à, thì sao? Cái tâm nó sẽ phản ứng trở lại, nó bực bội, nó rực rãi, nó khó chịu. À, vậy là không có đưa đến cái sự lợi ích, mà nó còn đem đến cái tổn hại, khổ đau, à, cho cái người này nè. À, thành ra đó, chúng ta phải biết, à, chúng ta thấy được cái lợi ích tốt đẹp, thấy được, à, cái sự cao thượng của giáo pháp, à, chúng ta có cái niềm vui ở trong cái sự học pháp, hành pháp, à, thì chúng ta sẽ, à, gắn bó và nỗ lực. À, còn nếu mà mình gượng ép, à, mình thực hành, à, với cái mong muốn đạt được điều này điều khác, à, thì cái đó là còn vướng bận với phiền não, à, thì nó sẽ không đưa đến cái lợi ích tốt đẹp. Xin giải thích cái thắc mắc của chú Giang Nhật Hà. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, alo alo, 1, 2, 3, 4, âm thanh của tỷ nhiên không ạ? Dạ, cảm ơn Như Quang. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thân kính Chư Tôn Đức Tăng, kính lệ nhà Pháp Thanh, Chư Đức. Kính thân chào quý tình nam tính. Bây giờ con cũng về trước máy, thì con cũng có nghe ngài giảng về những câu hỏi của Giang Nhật Hà. À, thì bây giờ thì con cũng có một cái câu hỏi như thế này. Tại vì xưa cái sự mà ham muốn buộc ràng của người đời thì có rất nhiều. Bây giờ không phải là cái người nam họ ăn chơi cờ bạc rượu chè, thậm chí có những người nữ họ còn ăn chơi rượu chè còn hơn người nam nữa. Thì con có gặp một cái trường hợp như thế này mà con rất là khó xử, mà con cũng phải gọi là đối mặt với người này. Thì trước kia thì hồi con chưa tu thì con cũng có biết cái người này, nhưng mà sau này về thì gặp cô thì thậm chí con thật sự là con sợ, con rất là sợ, nhưng mà phải đối mặt với cổ. Khi cổ đi ngang con á, con nghe cái mùi gọi là rượu đế, con mới nói trời ơi, cô lúc này có những cái mùi mà rất là khó chịu, sao mà như thế? Thì cổ mới nói buồn quá cô ơi, không biết phải làm sao. Thì con cũng có hướng dẫn cổ đi làm phước, thì tại ở Vĩnh Lộc
có một bữa đó con muốn lánh xa mà lánh không được. Có nghĩa là con đi về em con xong rồi con đi về Sài Gòn thì cổ mới nói là cô cho con đưa cô, mà con sợ cái thằng men, con vừa hồi hộp mà con vừa run. Thật sự cái người xỉn mà chở mình thà là con chạy, chứ con nói thôi để cô chạy cô chở thì cũng không được, để con chở cô. Lúc này thì con mới đi. Thôi bây giờ mình tu rồi mình liều đi, thôi cho con chở đi. Thì tới chợ thì xong rồi chở rồi xong còn ghé chợ để mà mua đồ cúng dường nữa. Thì tâm con rất là hoan hỷ, nhưng mà con sợ là cái đường Sài Gòn đó rất là nhiều xe, mà con sợ thôi giờ liều chứ cũng hết sợ rồi. Nói thôi cũng được. Thì khi mà chở con thì con mới nói, thì cậu nghe con nói dạ thì để con nghe cô lần lần thì con bỏ. Như vậy thì con có thể tiếp tục mà cổ về con phải né, hay là bây giờ con tiếp tục phải đối gì rất là sợ người này không chịu. Như vậy là theo ngài thì xử phải xử làm sao? con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Cô mà cô giao cái sinh mạng của cô mà cho cái cô này cô chở là cô cũng gan cùng mình á, không? Trời ơi, tùy theo quá. À, với những cái người mà họ gọi là điếc không sợ súng thì mình giao cái sinh mạng của mình cho họ là mình cũng đi theo họ rồi. À, thành ra thí dụ như là mình nhắm bề, mình dẫn dắt, mình hướng dẫn cho họ được thì tốt. À, nhưng mà mình đừng có liều mạng vậy. Có ngày thì nó nguy hiểm cho cái tánh mạng của mình. À, thành ra đó là mình muốn giúp đỡ ai á, mình cũng phải biết cái điều kiện khả năng của mình để mà mình hỗ trợ mình giúp người ta đó. Chứ còn mà bây giờ là cái người mà nó xỉn rồi á, nó sai á, nó không bao giờ nó chịu nó sai. Nó cứ nghĩ là nó tỉnh không đó. Cái khi mà nó uống vô một chút rồi đó thì bắt đầu là nó cứ nghĩ là mình là sáng suốt, nhưng mà cái hành động của nó đó thì nó ngược lại. Nó chậm lục rồi nó không có chính xác nữa đó. Cho nên á là tùy theo điều kiện. Thì có một lần sự ở trên cái chùa cũng vắng, chú này á thì cũng có cái tâm đạo lắm, thỉnh thoảng á là cũng đến cái chùa làm công quả, giúp sư làm công chuyện ở chùa. Nhưng mà bữa đó đó không biết ở nhà có cái việc gì đó, bất hòa với ông già. 12 giờ khuya ông uống rượu say mềm, ông chạy xe vô chùa. Sư bây giờ sư cho con tu đi, sư cạo đầu con, sư cho con tu liền đi. Nào, trời đất ơi, ông nội ơi, 12 giờ khuya mà bây giờ nó vô nó khóc hụ rồi nó biểu 1-2 là cạo đầu nó cho nó tu. Làm sao mà cho? Sư mới khuyên thì nói thôi bây giờ con muốn tu là cũng tốt, nhưng mà bây giờ nửa đêm nửa hôm làm sao mà tu được. Thôi con về nghỉ đi. Nghỉ rồi thì ngày mai sáng mai mà con bình tĩnh trở lại
sáng suốt trở lại á, mà con muốn tu thì lên đây gặp sư. Không, lúc đó là nó muốn tu là tại vì rượu tu chứ không phải nó muốn tu đâu. Không, mà mình mà lúc đó mà mình từ bi, mình tế độ cho nó là có chuyện liền á. Ngày mai gia đình nó lên bậc đền, bậc đền rồi mà không biết được cả trời nó. Thành ra đó, cái vấn đề mà mình giúp đỡ, hỗ trợ cho người khác thì cái điều tốt, nhưng mà cũng tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh. À, không phải mà mình giao khó cái sinh mạng của mình, giao khó thì thấy cho nó là coi chừng. À, đó, thành ra đó, chúng ta phải có trí tuệ. À, chúng ta phải biết cái lúc nào, cái thời điểm nào, à, để mà mình à, giúp đỡ, mình hỗ trợ à, cho họ. Không, đó, có nhiều cái trường hợp lắm. Đó, một lần đó là sư ở Pháp Bảo cũng vậy. À, lúc đó là buổi chiều rồi hả, không biết hai vợ chồng gây lộn cãi nhau rồi đó, cái cô này của lại chùa cũng vậy nữa. Hả, sư sư cạo đầu thôi, con tu đi, con chán lắm, con muốn ở nhà nữa. Nào, rồi cái làm sao bây giờ mình dám cho. À, đó, cái sư mới ngồi nói chuyện khuyên lên rồi kêu nhỏ thôi bây giờ đó là cái chuyện đâu còn có đó. Không, à, từ từ đi. À, nếu mà bây giờ á, là ngày mai cô bình tâm trở lại, à, bình tâm trở lại đi, rồi á với lại á, thì sư sẽ nói với ngài hòa thượng à, để cho cô tu. Còn bây giờ á, bây giờ á, là biết gia đình cô có đồng ý hay không, mà giờ cho cô tu rồi hồi gia đình cô tới đây bắt đền chết luôn thiệt. Đang ngồi giải thích nói chuyện rồi với cổ hồi cái bắt đầu cái ông chồng chạy vô, ông chồng chạy vô hai người. À, thôi mình biết vậy mình đi tránh vô khác. Hai người nói tới nói lui gì hồi, hai người khóc đã đợi hồi cái bắt đầu hết giận. À, hết giận hai người cười vui vẻ nắm tay nhau đi về, thôi quên tu, không tu nữa. Thấy không, cái tâm tánh chúng sanh nó đợi là nó vui buồn bất thường lắm. À, lúc đó mình nghe ta muốn tu, mình thấy mình tế độ, mình cạo đầu cho nó tu là coi chừng á. À, lại một hồi là mình mệt mỏi với chồng á, tự nhiên tôi chưa đồng ý mà sao sư cạo đầu cho sợ tôi nó tu chắc chết luôn. Thấy không, thành ra đó mình phải tùy duyên. À, tùy thời, tùy lúc, à, để mình giúp đỡ, mình nãy cho họ. Chứ đừng có mà giao khó cái sinh mạng, cái ấy của mình mà cho nó, để mà mình dập nó là không có được. À, thì mình phải hiểu là mình giúp đỡ, nhưng mà cũng phải tùy cơ, à, tùy cơ ứng biến. À, tùy thời. Là khi nào mà người ta bình tĩnh, à, cái trạng thái tâm nó quân bình, à, sáng suốt hiểu biết, à, thì mình mới dẫn dắt người ta như đương sai đương xỉnh mà đi theo đó. À, có ngày là mệt là khổ. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Tề Diên. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lòng thầy, nhà con kính tri ân ngài. Con thật sự bây giờ ngài non mới hết hồn, con giao mạng cho thằng chết thiệt. Dạ, con thành kính tri ân ngài rất nhiều, con sẽ điều phục lại. Bây giờ mà con thường gặp lắm, tại vì mỗi lần mà mỗi khi con về là bắt đầu là cổ người bắt cô ơn mà ngủ á. Thôi bây giờ đi, nếu mà buồn á, tại vì cổ thật ra cổ cũng
chồng không phải mất mà gọi là ông giống như là thay thay chồng với thay áo vậy đó. Cho nên là con nói thôi bây giờ bỏ hết đi, đi vô chùa giám tóc, hỏi dám không thì không dám, mà khởi cứ khởi ra cái buồn than này kia. Con thấy thật là chúng sanh không phải là dễ độ, mà con cũng thử một lần. Sau này con nghe ngài nói con mới thật sự mới hết hồn, chứ lúc đó cũng khó. Dạ, thì bây giờ con có một câu hỏi nữa. Thì nếu như vậy thì một người ở trong chùa, người thực hành nhất là về thiền, thiền thì thường thường là khi mà cái định họ có hay là cái niệm họ có thì rất là vững, thì họ biết những quyền mà thất niệm. Mà những người thất niệm thì người ta thường thường người ta theo, người ta muốn tu thì người ta phải theo những người tu thì người ta mới tập được. Mà cái người tu này ngược lại người ta thấy được, người ta không muốn cho cái người thiền này theo. Thì hai cái trường hợp này thì phải làm sao để xin ngài giảng cho con hiểu. Những mất tính nè. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mài giá, Nam mô Sanh Khai giá. Và cô lặp lại cái câu hỏi rồi. Cô nói ra mình nãy giờ sư nghe nó không có rõ. Cô Quan Hỷ nói lại cái câu hỏi thì sư mới biết để mà giải đáp. Dạ, yeah, alo alo, ngài có nghe âm thanh của con không? Alo alo, 1 2 3 4, ngài có nghe âm thanh của con không? Cho con xin tín hiệu. Dạ, yeah. Ý con hỏi là một người tu thiền thì ví dụ như cái người này cái định họ vững, cái niệm họ vững, thì họ thấy cái người mà thất niệm thì họ biết. Nhưng mà ngược lại cái người mà thất niệm á, thì họ muốn đi theo tu. Nhưng ngược lại cái người mà chánh niệm người ta né, thì cái trường hợp này phải làm như thế nào? Dạ, ngài có hiểu được cái câu hỏi con hỏi chưa? Dạ, con kính chân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ á, cái trường hợp mà bây giờ mình biết là cái người này mà còn nhiều cái thất niệm, thì có nhiều khi á, bây giờ mà mình thân cận với cái người này á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Thì mình cũng vậy, bây giờ mình chỉ dẫn cho họ thôi, chứ mình đừng có thân cận với họ quá, đúng không? Thí dụ như là khi nào mà họ cần tu tập gì đó, mình hướng dẫn, mình chỉ dẫn cho họ thôi. Chứ mình đừng có chung đụng, đừng có cộng trú, đừng có gần gũi mà sống chung với họ, thì như vậy đó sẽ ảnh hưởng đến cái sự chánh niệm của mình. Thành ra đó mình giúp người ta, nhưng mà bằng cái cách khác, tức là ở xa mình chỉ dẫn giúp họ thôi. Chứ còn là thí dụ như mà sống chung cộng trú rồi kia nọ là không có được, thấy không? Thí dụ như cái trường hợp mà cái người mà cái cô mà thích uống rượu vậy, khi nào mà họ bình tĩnh á, tâm trí họ bình tĩnh bình thường á, thì mình mới nói chuyện Phật pháp với họ được. Còn bây giờ cái tâm trí họ không bình thường, con thấy không? Lực pháp mà đối với những cái người mà những cái người tâm thần
À, những cái người mà say rượu đó, à, lực pháp còn chịu thua mà mình làm sao mình làm gì được. À, đó, rồi với cái người mà cái tâm họ mà quá quá vọng động, à, bấn loạn, à, thất niệm, mà bây giờ á mà mình gần họ là mình cũng bị lung lay theo họ. À, nó tấn công mình hoài, mà cái sự chánh niệm của mình đâu phải là mình là bậc thánh nhân mình vững vàng gì đâu, thấy không? Mà nếu mà cái sự chánh niệm của mình mới hơi vững vàng chút mà mình bị nó tấn công riết thì hồi mình cũng thất niệm, mình cũng bị lôi cuốn theo họ thôi. À, cho nên á là gì, mình phải né tránh. À, có những pháp á mình phải né tránh để đoạn trừ. À, lúc đó đó mình phải tìm cách mình né tránh. À, mình tránh xa, mình chỉ dẫn cho họ thôi. Chứ còn mà mình mà bị dính mắc, mình lôi với sống chung cộng trú theo họ là coi như cái sự tu tập của mình là coi như là nó mất tiêu hết. À, à thì phải biết cách để mà mình phòng hộ cho chính mình, à, để mà mình né tránh, để mình giữ cái chánh niệm của mình cho được an ổn. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân ngài. Thì ngài, bây giờ cái trường hợp này á thì ngài nói phải lánh xa, không cộng trú với người đó. Mà khổ cho con á, thì ví dụ bây giờ con ở chung một chùa, đại khái vậy đi cho dễ hiểu. Bây giờ chung một chùa vậy làm sao mà không cộng trú được? Dạ, bây giờ cái trường hợp của con á, ví dụ như bây giờ ở chung một chùa thì chắc chắn là phải cộng trú, mà phải cộng nghiệp. Thì cái trường hợp này con rất là đắn đo, và ngài giảng cái chỗ này dùm cho con hiểu. Tại vì bây giờ cái trường hợp của con là ý con nói là con bây giờ con phải cộng trú cộng nghiệp, bây giờ làm sao phải tách ra được? Nếu mà tách ra thì con phải về nhà sao? Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Trong cái trường hợp mà bắt buộc á thì giống như cái câu hỏi của ngài, à, ngài Ananda, ngài hỏi Đức Phật á. À, bây giờ á Đức Phật khuyên là phải tránh xa cái nữ nhân. Ngài Ananda mới nói bây giờ nếu mà trường hợp mà bắt buộc mà phải tiếp xúc thì phải như thế nào? Thì Đức Phật nói là phải nói chuyện nhưng mà như là không thấy, tức là mình phải phòng hộ cái nhãn căn của mình. À, mình đừng có quá chú tâm vào cái hình dáng rồi này kia nọ. À, mình chú tâm vào cái lời nói của người ta thôi. À, đó, thành ra đó mình phải biết cách để mình phòng hộ. Đó, thí dụ như bây giờ á là cái phòng hộ của cái bệnh dịch này vậy, phải không? Là phải cách ly. Phải cách ly, nhưng mà bây giờ á mình phải đi ra ngoài. Thì giờ sao? Mình phải đeo khẩu trang. À, phải đeo khẩu trang này. Rồi phải đeo cái giống như cái nó có cái màn ở phía trước để chắn cái giọt bắn gì nữa đó. Thấy không? Rồi phải nhiều cách là phải rửa tay nữa rồi kia nọ đó. Thì cũng vậy đó. Cái sự phòng hộ của mình cũng phải có nhiều cách.
Bây giờ á, mình khi mà mình bắt buộc mình phải tiếp xúc thì mình phải phải quan sát cái sự chánh niệm, cái nội tâm của mình. À, bây giờ mình nói chuyện là mình phải quan sát giống như mình thực thực hành thiền vậy đó. Bây giờ là mình đang nói chuyện với cái tâm như thế nào, à mình chú tâm vào cái câu hỏi, cái lời họ nói của cái đối tượng như thế nào thế nào thế nào, à mình biết như vậy đó. Để gì? Để mà mình nói vừa đủ, ngắn gọn, à mình không có giải thích nó dông dài. À thì sao? Lúc đó mình thực tập qua cái quán tâm, quán pháp, à mình biết mình đang nói với cái nội tâm gì, à rồi cái âm thanh, rồi cái như thế nào thế nào thế nào thế nào, mình biết rõ từng chút, à thì đó cũng là một cái bài thực tập của mình trong đời sống. Thành ra đó, nếu mà mình biết thực tập, mình biết tu tập thì tất cả mọi mọi cái trường hợp nào mình lấy nó làm đối tượng thì mình cũng có thể tu tập được. Có những lúc là mình phải né tránh để đoạn trừ, nhưng mà có những lúc đó, mình phải đối diện với đối tượng để mà mình tu tập, để mình quan sát lại. Đó chính là cái thước đo. Giống như Ngài Hòa Thượng Sư Minh ấy, nói là bây giờ ở trường thiền ấy, thì chỉ dẫn cho quý vị cái phương pháp tu thôi. Nhưng mà quý vị trở về gia đình, quý vị trở về chùa, quý vị trở về cái chỗ làm việc của mình ấy, thì lúc đó, đó sẽ có những cái vị giám khảo ra đề thi. Thì lúc đó đó mình mới đối diện với những cái vị giám khảo với cái bài thi, mình sẽ biết được cái mức độ cái tâm của mình tu tập đến chừng mức nào, mức độ nào thì mình sẽ biết được. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Đại Diên. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính tri ân sư đã trả lời các câu hỏi của Giang Nhật Hạ và cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con thấy ở trên màn hình có Từ Bi Hỷ Xả có ý kiến rất là hay ạ. Giúp đỡ một người còn tùy thuộc vào bệnh của từng người và cần có chuyên môn, rồi cần có tâm lý. Vậy xin mời Từ Bi Hỷ Xả lên có ý kiến nha, để nói cho đạo tràng được hiểu thêm, và có thắc mắc gì thì kính thỉnh sư giải thích giúp để cho đạo tràng hiểu thêm về bài học. Dạ, sa thú. Dạ, xin mời bàn tay của Từ Bi Hỷ Xả. Hello. Trước hết con kính tịnh lễ sư ông chư đức, sư ông pháp thân và quý sư ông đang hiện diện trong room. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Đây là giờ dạy và giải của sư ông. Con thì không có câu hỏi gì, chỉ nghe để học hỏi thêm thôi. Còn nhưng mà con có cô Kim Dung nói con lên có ý kiến thì con chỉ có cái ý kiến là thực tế con thấy trong đời sống ở bên này thôi. Chúng ta ví dụ như một người mà họ có bị nghiện rượu chẳng hạn thì cũng cần phải có những cái chuyên môn để giúp họ cai rượu, phải có kiến thức từ đó giúp đỡ họ. Ví dụ như mình phải có những cái tâm lý gia, họ có những cái nhà mà psychologist là sẽ từ tới đó, và họ có những cái nhóm rất là hay, mọi người ngồi đó kể về tại sao, hiểu về cái nguyên nhân tại sao họ thích uống rượu, tại sao họ bị nghiện rượu, và vì phía sau đó nó có những cái câu chuyện nó như thế nào,
thì mình phải giải quyết từ trong cái gốc đó, đó là rồi họ phải có những cái cách giải quyết nó như thế nào, chứ còn ví dụ như mình nói chung chung đó, thì không có giúp được đâu, không nghĩ là như vậy. Dạ, cho nên mình phải tùy hiểu từ, ví dụ như một cái người đàn ông họ ly dị với vợ rồi họ không được gặp con cái vì pháp luật hay là gì đó, thì họ bắt đầu họ thấy bất đắc chí, họ bắt đầu họ lúc đầu thì họ chỉ uống rượu để giải sầu thôi, nhưng mà khi sau đó thì lâu ngày dần dần thì cái độ rượu nó tăng và họ bị nghiện rượu, ví dụ như vậy. Đó là những cái ví dụ của con, thì và con thấy như vậy, hay là trong công ty con cũng vậy, cũng có nhiều người họ là những cái nhân viên rất là giỏi, nên tới có những lúc mà họ bị những cái tâm lý tác động trong đời sống gia đình, hay là gặp những cái khó khăn về con cái hay là cái gì, thì họ bắt đầu họ sa sút trong cái vấn đề làm việc, thì mình phải tìm hiểu rất kỹ để mình giúp đỡ họ. Thì nó không có nghĩa là mình phải nói chung chung, không có nghĩa là mình có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật là tuyệt vời rồi, điều đó không có nói, nhưng mà còn phải nghiên cứu theo từng tâm lý của mỗi người thì mình giúp đỡ họ vượt qua bằng cách hiểu cái câu chuyện của họ, hướng dẫn họ, giúp đỡ họ, thì nó mới thành. Thì con, đó là cái ý kiến của con. Con là bị bắt buộc phải nói, chứ thường là con không dám nói, thì con chỉ nói vui vui thôi. Dạ, đó là như vậy. Nói chung là nghe thì rất là hay, nhưng mà phải hiểu rõ cái knowledge là cần thiết nhất. Đó là con xin hết, con xin xuống. Con thực sự ra đôi khi con vào room là con thấy con lạc lõng dữ lắm luôn, tại vì nó không phải là của những cái đứa mà lon ton như con, không hiểu biết gì, thì nghe rồi đôi khi con nói không đúng, con sợ lắm, nên là con xin xuống hết. Và nếu con nói có gì sai không đúng, con xin mọi người hãy bỏ qua cho con, và coi như là con nói tầm bậy tầm bạ cho vui vậy, cho hết giờ mic. Dạ, con xin xuống và con cảm ơn mọi người. Dạ, sa thú ý kiến của Từ Bi Hỷ Xả. Dạ, con thưa sư, tại sao mọi người lại sợ chết? Dạ, con cũng sợ chết, và mọi người cũng sợ chết, mặc dù biết đây là cái quy luật mình phải đi tới, nhưng qua cái thời gian mà mình và con đã học giáo pháp thời gian vừa qua thì con vẫn còn sợ chết, nhưng mà con hiểu, nhưng mà con bây giờ thì con cũng hiểu chết thì mình không sợ, nhưng mà mình sợ, sợ là sợ sợ cái giây mà giây phút cận tử nghiệp á, giây phút cận tử nghiệp mà con nghĩ đến là con rùng mình. Con cứ khi mà con hình thấy một cái đám đông của người Ấn Độ mà đi tắm ở sông Hằng, hoặc là đám nam ở các bãi biển hoặc ở những nơi vui chơi, con rùng mình. Con cứ hình dung đó là những cái nhìn từ trên mà nhìn xuống, mình thấy giống con người mình nó bé nhỏ, mà nó giống như những con bọ hung mà ở trong cái phim mà Xác Chết Ai Cập, nó từng đàn như vậy. Thế con cảm thấy con rất là rùng mình và rất là sợ. Chính vì vậy mà con cũng cố gắng để tu tập, để học, và tập tu là chính, chứ con cũng chưa có cái pháp hành nhiều. Và con cũng không hiểu tại sao cái tâm lý người người đời sợ chết. Trong thâm tâm con cũng sợ chết. Mặc dù con cũng hiểu giáo pháp nhưng mà con cũng vẫn sợ chết. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. À, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sằng Khai Giá. Thì như Từ Bi Hỷ Xả đã nói đó, thì ở đây á, thì sư chỉ nói những cái chút ít những cái kinh nghiệm hiểu biết của mình thôi. Những cái người mà bệnh nặng thì phải đến các cái bác sĩ chuyên khoa về tâm lý kia nọ đó,
bệnh những bác sĩ về tâm thần rồi đó, thì người ta mới chuyên sâu thì người ta mới có thể mới trị bệnh được. Còn đây thì mình chỉ những cái hiểu biết nó còn nông cạn để giải thích với cô tu nữ tự nhiên thôi. Còn cái thắc mắc của cô Kim Nhung á, thì cái thật sự ra đó là cái quy luật, cái tâm của mọi chúng sanh phàm nhân ai cũng sợ chết hết. Ai khi mà phàm nhân đối diện cái chết, ai thì ai không sợ. Đó là cái tự nhiên rồi. Ví dụ như bây giờ có các cái bậc thánh hữu học cho đến bậc thánh lậu tận, thì khi mà đối diện với cái chết, người ta không còn sợ hãi nữa. Vì sao? Tất cả những cái phiền não đó nó đã được lắng dịu, cho đến bậc thánh A La Hán thì đã tận trừ hoàn toàn. Cho nên đó là chỉ có các bậc thánh thì mới không còn sợ hãi trước cái chết. Còn mà phàm nhân thì ai cũng vậy, nhưng mà cái mức độ đó nó có khác nhau. Ví dụ như những cái người phàm nhân mà không có học hiểu đó, thì họ kinh khiếp hãi hùng. Còn mình á thì cái tâm của mình nó cũng còn dao động trước trước cái chết. Tại vì sao? Tại vì mình cũng còn phiền não. Đó, chừng nào mình ráng cố gắng, mình nỗ lực, mình dung bồi cái trí tuệ, khi mà cái trí tuệ được dung bồi mạnh mẽ, thì phiền não nó sẽ bị đẩy lùi, bị lắng dịu. Chính vì cái phiền não còn mạnh, thì mình còn sợ hãi là cái việc đương nhiên. Nó cái quy luật của nó là như vậy. Giữa trí tuệ và phiền não nó là một cái cuộc giằng co, tỷ lệ nghịch với nhau. Khi mà mạnh mẽ thì nó sẽ đẩy lùi được phiền não, mình sẽ ít sợ hãi. Còn khi mà cái phiền não nó mạnh thì cái sợ hãi mình càng nhiều. Đó, thành ra chúng ta phải lâu lâu mình tự phản tỉnh, mình xem xét. Đó cũng là một cái thước đo để trả lời cái sự tu tập của chúng ta. Xin giải thích cái thắc mắc của cô. Và đến đây chắc thời gian cũng vừa phải lẽ. Xin mời cô Kim Nhung sám hối và xin phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ giới phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Xin mời cô Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, bài học đã kết thúc. Con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sông và ruột ta mang bút thề dô khá lý tổ đồ sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Uttamang ghe na hoàn đề hằng tham mạnh cha đu vít hằng hoa rằng tham mê dô khá lý tổ đồ sô tham mô khá mà tu tăng mà mang.
Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha du vít ho ta mang sang khê yo kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.